Hello, xin chào mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ phục hồi lại chiếc iPhone 6 mà đang tình trạng là đang bể màn hình này. Là iPhone 6 đây của một em gái mưa. Và em ấy đã ở bên Gia Lâm và đã gửi xe về cho mình. Và hôm nay mình sẽ phục hồi và thay màn hình cho chiếc iPhone 6 của em nó như này. Tình trạng em nó là con gái thì các bạn hay thấy là đút túi sau đấy, quần đấy. Và em ấy chỉ đút quên mà không rút ra lúc ngồi cái này. Các bạn nhìn đâu đấy. Màn hiển thị vẫn còn không có sim ấy này. Và bây giờ mình sẽ tháo ra khám phá bên trong có cái gì không các bạn nhé. Xem em gái mưa thì thấy mình nhìn hôm qua mình nhìn trên Zalo thì nhìn xinh lắm các bạn ạ. Mà không biết bên trong nó xinh không. Đây này các bạn, con gái dùng máy thì chúa phá à. Ốc đít thì còn bên không, màn thì cập cà cập kênh, vỏ thì chảy tứ ấy. Mình thường thường thì các bạn mình cũng không phải nói quá, nhưng mà mình thấy các bạn gái thì phá hết rồi, cảnh con đàn ông, con trai ấy. Mình sửa máy cho con gái nó còn nát bét, be hơn là con trai dùng ít khi được bị nát, mà con gái dùng được nát tươm mình xong mình đi sửa được. Đây, đây à. Ui, bên trong thì máy thì gọi là trong nguyên bản chưa sửa chữa gì nhá. Chỉ mỗi cái màn hình mình nhìn thấy mỗi cái màn hình trước mắt nhìn mỗi mình có bể. Các bạn chờ mình tí nhé. Alo pin A37 không đây. Và mình sẽ tháo màn cho các bạn xem. Và vị khách đặc biệt này thì có yêu cầu mình là thay màn zin nhé. Và mình vừa đi mua màn zin xong, mình lặng lội mấy chục cây số để mua cái màn zin cho khách về để thay cho em gái mưa. Không biết bên trong là có, thế em nói thì bảo là màn hình thì không có mật khẩu, tí nữa mình truy cập xem là biết là có mật khẩu không. Đây ạ, mình sẽ đây là màn zin, khách là em gái mưa là yêu cầu màn zin. Và mình đây là mình vừa đi lặn lội mấy chục cây số để mua được cái màn zin này thành em nói đó. Mình sẽ lắp vào test thử. Ui lên đẹp rồi. Ui hình nền một con Milu. Sẽ là hình nền em gái mưa, không biết thể gọi là xinh lắm mà. Ui giời. Đây ạ, các bạn ạ, em gái mưa đây, em gái mưa rất xinh. Các bạn có thích mình truy cập vào album ảnh cho các bạn xem không? Đây ạ, đây album ảnh đây ạ. Đây ạ, mình nhìn thấy chữ album ảnh rồi, nhưng mình không dám truy cập vào. Nhưng mà đây là cái dữ liệu riêng tư của người ta nên là mình nên tránh các bạn nhé. Dữ liệu riêng tư thì mình không nên tránh mình. Đây các bạn, rồi bây giờ các bạn mình test, sẽ test màn hình cho các bạn nhé. Đây, hình như ok hết. Mình sẽ vào cam, ok. Cam trước thì mình chưa lắp nên mình chưa thử được, mà mình thử cam sau thôi, mình đem flash. Flash ok. Ok các bạn nhé. Đây ạ, có cả album ảnh của em gái mưa nhưng mình không dám truy cập vào. Đây, sợ ảnh hưởng dữ liệu riêng tư nên là bé diễm xinh gái. Úi giời các bạn ạ, chắc là bé này là xinh lắm đây. Nhưng mình không dám xem dữ liệu riêng tư của khách hàng, mình không muốn truy cập. Tính mình như thế, tính các bạn không biết như là tính mình ít khi phải xem. Nói chung có đôi lúc tò mò nhưng mà có lúc thì mình không hay tò mò. Nói chung là tránh. Tội đấy, mình thấy là phạt hơi nặng đô đấy. Và mình sẽ tháo linh kiện ở trên cái màn hình này và mình sẽ chuyển ra một cái màn mới mình vừa test xong nhé. Ui các bạn nhìn này, màn này. Ui cong. Ui con cái gì đó, ngồi gì mà con gái ngồi gì mà bẹt hết cả mày, chắc cũng phải 50-60 cân này. Mà nhìn ảnh ấy như cũng gầy gầy lắm, không đến 50-60 cân đâu, ngồi bẹt vào cái màn hình. Bộ phận ốc nào thì để riêng bộ phận ốc đấy cho nó dễ tìm. Ôm để riêng mà, ấy để riêng để tránh nhầm lẫn.
iPhone 6 này, ôm vân tay này. Đây mình sẽ tháo phần loa, để riêng phần loa ra bên khác. Đây, miếng này là miếng sắt, chức năng của nó miếng này là giữ màn hình, và cái cáp này cáp home, cáp nối từ home xuống bên, từ home xuống bên cho các bạn nhé. Còn đây là cáp camera trước, cảm biến tiếp cận, là cái loa mic, mic FaceTime cũng nằm ở đây hết các bạn nhé. Và đây là loa ngoài, loa trong, xin lỗi các bạn. Và mình sẽ chuyển các cái bộ phận vừa xong mình tháo ra ấy, sang một cái màn mới vừa xong. Màn này mình đi lấy cũng vài trăm ngàn thôi, không có cầu thêm màn gì. Trăm ngàn mưa thêm màn gì thì thêm màn gì. Em gái mưa thì mình phải làm cẩn thận các bạn ạ. Cái con gái nhà mình thì mình làm giảm giá nhưng cẩn thận. Và con trai thì mình thịt thịt mặn mặn đấy. Không biết các bạn thế nào nhưng mình thịt mặn đấy. Mình nói vậy thôi chứ các bạn đừng có trách mình nhé. Mình đã lắp xong phần hôm các bạn nhé. Đây. Phần hôm và mình sẽ lắp xong phần tai bên. Không biết là em nó cảm ơn bằng cái gì đây. Thấy nó bảo là thay xong và cảm ơn mình hậu tạ lắm, mà không biết là cảm ơn cái gì, cảm ơn xuông hay là cảm ơn gì đây. Thấy hôm trước thì bảo mời ăn, ăn thì mình thích. Tính mình không thích ăn, không thích uống. Để tối nhắn tin xem em nó thích cái gì khác nha. Các bạn gái bây giờ thời nay mình thấy cũng nhiệt tình dễ tán mà, không thấy chảnh đâu, không thấy chảnh cho lắm đâu, nhắn tin hầu như là dép phát một. Đây sẽ cái phần này là phần dòng ở đây rồi. Quán phone không có đâu anh. Phone gì em hả? Quay cũng có này gì ạ? 6 à? Đây là 6 hay gì em? Đây rồi. Ừ. Đây rồi. Con ông nằm cho ông kiếm tiền này. Ừ. Thế 6 đi ạ? Ừ. Bao lần? Hơn 2 triệu em. Hả? À? Hơn 2 triệu. Mình mất vân tay à? Không. Mình bảo mình mất vân tay rồi. Đợi anh một tí nhé. Mày cứ ra xem đi. Đây và giờ mình đã vặn đủ lồng ốc xong nhé. Rồi mình sẽ lắp ráp vào. Quay hết đi em ơi. Ừ tí 5 phút nữa quay lại nhá. Có máy đấy. Và mình sẽ test sim và lắp sim và test luôn nhá. Mình sẽ lắp sim và test luôn. Để tránh trường hợp khách lại mang quay lại khổ lắm. Là mình lắp mình test xong thì mình bắt đầu mình lắp nút ốc còn lại nhé. Mẹ tin nhắn rất nhiều. Là con gái thời này nạo full. Full hết tin nhắn sợ quá. Một cô thì 10 trà tàn. Có con trai như anh em thì trông thây ra. Trà ma mọi nào là giỏi. Sim này lỗi sao không thấy có sóng. Mình sẽ gắn sim này vào. À, có sóng rồi. Mình sẽ thử phần loa trong nhé. Ui giời, toàn đỏ, toàn tim này. Ui giời.
Phần lo ngoài trong thì chưa thấy được, để mình gấp lại. Mình sẽ mình lắp tiêu chuẩn. Đấy, nhiều khi mình lắp mình cũng test lại, mình giả khách. Khách bằng xã sản chứ. Cáp này thì chuẩn lắm rồi. Mình thì thấy cáp này thì chuẩn lắm rồi, mình không biết là tại sao lại được. Vâng, và loa trong ok rồi các bạn nhé. Loa trong mình đã lắp ok rồi. Loa ngoài nữa phần. Vâng ạ, và bây giờ mình sẽ lắp nốt lồng bắp ốc vào. Đấy, các lồng ốc này là rất quan trọng, mình phải vặn lúc nào phải chặt vào đầy đủ phải gọi nhé. Vâng, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần khâu lắp ráp. Rồi mình sẽ lắp vào. Vâng, và mình đã hoàn thành là chiếc lắp ráp chiếc iPhone 6 nhé, cho các bạn xem nhé. Đấy, màn rất ngon, cảm ơn, ok đây các bạn ạ, thấy gì thì ok, một cổ loa rất hot hit nhưng mình không dám vào xem cho các bạn xem. Rồi còn một ốc đít thì mình sẽ vận tặng một con, còn tí nữa con kia thì mình tìm sau. Đó, ốc đít thì không biết nó lăn đâu rồi. Rồi có gì lát mình tìm sau. Và các bạn chắc là mình cũng dừng clip ở đây. Thì các bạn thấy hay, thấy hay thì nhớ đăng ký kênh YouTube và subscribe kênh giúp mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.